tên là Phạm Ngọc Châu, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tên nhân vật trong game của mình là Thỏ Mimi, server S9. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hồng Hạnh, mình đang sinh sống ở Hà Nội. Mình đang chơi game thiên tử 3D, nhân vật trong game của mình là cô 9S4, băng bô lão nhé. Mình biết đến game thiên tử 3D qua một người bạn giới thiệu. Game có đồ họa đẹp, sự tương tác tốt giữa các người chơi với nhau, và đặc biệt phiên bản mới được update liên tục. Các bạn hãy cùng chơi game thiên tử 3D với mình nhé. Mình tình cờ biết đến game qua trailer trên Facebook. Mình thấy game có đồ họa rất là đẹp, nhân vật đẹp và trang phục cũng rất là đẹp nữa. Mà mình là con gái mà, mình yêu thích cái đẹp. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà coi thường mình nhá. Lực chiến của mình cũng rất là cao đấy. Các bạn hãy tải game thiên tử 3D và PK với mình nhé. Dĩ nhiên rồi. Thực ra thì tất nhiên là vui là chính, phần thưởng là chủ yếu. Nhưng mà cũng là cơ hội để mình giao lưu, làm quen, kết bạn với tất cả mọi người ở trên khắp đất nước chơi game thiên tử 3D. Mình nghĩ là chắc sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn uống. Mình sẽ mời cả băng mình đi nhậu một bữa đã rồi mới tính. Mình có cô em gái mới sinh em bé được một tháng. Nhưng mà đến giờ phút cuối cùng thấy vốt của chị bị tụt hạng quá, nên là cô bé để con ở nhà cho chồng trông, đi kêu gọi vốt cho mình luôn. Thật ra trong mít thiên tử, mỹ nhân thiên tử thì rất là nhiều người có nhiều tài năng khác nhau, nhưng mà em vẫn thích nhất phần thi của bạn Nguyễn Thị Cẩm Vân, phần thi múa rất là đặc biệt. Câu hỏi này rất là khó vì mình thấy là tất cả các bạn thi mỹ nhân thiên tử đều rất xinh đẹp và tài năng. Thật sự là rất khó để cho điểm, nếu là mình thì có lẽ mình sẽ cho bằng nhau hết. Em chưa có người yêu nhưng mà em có chồng rồi. Mình có rồi. Dĩ nhiên là em sẽ chọn chồng em là nhân vật tên Tùng trong server X9. Thật ra thì em cũng không muốn chọn đâu, trong khi có rất là nhiều quốc vương các kiểu, nhưng mà em không còn sự lựa chọn nào khác hết. Có lẽ là Kinh Tham và Gấu Mập là sự lựa chọn của tất cả các cô gái trong game thiên tử. Nhưng đối với mình có chồng rồi nên là mình không có sự lựa chọn nào cả. Lúc ở Hồ Chí Minh thì em cứ nghĩ là ở Hà Nội thì không khí nó mát mẻ hơn một chút. Nhưng khi ra Hà Nội thì không khí nó nóng và nó oi bức hơn so với em suy nghĩ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho em và yêu mến em suốt thời gian qua. Và em cũng hy vọng là sau này mọi người vẫn sẽ yêu mến và ủng hộ em giống như vậy. Mình đã từng chơi rất nhiều game rồi, nhưng mình thấy cộng đồng thiên tử 3D là cộng đồng game gắn kết và vui vẻ nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ vẫn mãi yêu thương mình như thế nhé, và cùng chơi game với mình nhé.